tên là Nguyễn Thành Đại, con là học sinh của trường Hồ Văn Long, đang học tại lớp 83. Do ba mới Covid nên là con sống nhờ với lại dì chú Dượng với lại chị họ. Thì từ khi mà ảnh mất Covid á, thấy vậy thì chị gái đang ở quận Bình Tân thì chị nói thôi hai mẹ con á về bên đây sống với chị đi, chứ giờ không có đi làm, rồi con ăn học mà đóng tiền nhà trọ nữa thì lấy tiền đâu mà đóng. Nhận tin ba mất là từ mẹ ngày 17 tháng 10 năm 2021. Lúc mà anh mất á, chị nói vậy nè: bác sĩ ơi, bác sĩ quay video á cho tôi thấy mặt chồng tôi một lần thôi, tại vì 10 ngày nay hai mẹ con không hề thấy mặt chồng gì nữa, cho tôi thấy mặt ảnh lần cuối đi bác sĩ. Bác sĩ mới nói: tôi khuyên chị cứ giữ hình ảnh là ảnh đẹp trong lòng của chị đi, chứ bây giờ nói thiệt nha, tôi mà cho chị thấy là bảo đảm hai mẹ con của chị sẽ xỉu liền. Bên cạnh chị còn đứa con mà chị ngã quỵ đó thì ai lo cho nó. Lúc đó con thấy mẹ con khóc rất nhiều, cảm xúc lúc đó rất là buồn và không diễn tả được. Hiện tại tôi là công nhân, thu nhập hàng tháng của tôi là 4 triệu. Được để khiến con học tập là để phụ giúp gia đình và mẹ. Ước mơ của con là làm ngành xây dựng, vì con muốn thuê cho mẹ một căn nhà. Nhưng mà nó cũng siêng học lắm, vừa học xong học thêm về phải không, là đi soạn bài vở là bắt đầu lên học bài, tự về là biết lấy tập vở ra tự động bé đấy đi lấy học à. Cho con tiền ăn sáng, có đôi lúc con không ăn nên con để dành tiền để mà con mua sách để con đọc. Bạn bè mời sinh nhật bé không có đi, ví dụ như hôm nay à, sinh nhật tới tối bé nói với tôi là sao: mẹ bữa nay bạn con mời sinh nhật. Cái tôi nói: ủa sao con không đi? Thôi con có tiền con không đi. Cái tôi mới nói: trời, mai mốt có nhớ bạn có mời thì cứ nói mẹ, mẹ cho tiền con mua quà đi. Từ khi ba mất, mẹ không được ba chở đi làm nên mẹ phải tự đi. Và con có một ước là muốn mua cho mẹ một chiếc xe, vì mỗi lần mẹ bắt xe buýt cũng khá lâu. Mỗi lần mẹ về khuya, con đều đợi mẹ ở ngoài trước cửa. Lúc mà cha ở nhà, mấy bữa bệnh ở nhà, mới kêu lại nói là: em, anh có một nguyện vọng, dù em có thế nào đi nữa, em cũng gán lo cho con ăn học thành tài nha em. Nhớ nha em, đừng để con bỏ nửa chừng nha em. Con rất là thương mẹ, con hứa là sẽ nuôi và bảo vệ mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều, con hứa con sẽ học thật tốt để con phụ lòng mẹ. Anh ơi, em hứa với anh là dù em có thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn là thay anh mà lo cho con ăn học thành tài như theo nguyện vọng của anh.